Đây là chiếc Sigma 35 và tôi dùng cái đốc cân chỉnh của Sigma. Cắm vào kết nối với máy tính. Ok. Cắm nem vào. Bật phần mềm Sigma Automation Pro nha. Đó, anh em có thể zoom vào kỹ một tí nhá. Đợi một tí để cho nó nhận vào phần mềm. Hiện tại len của tôi đang bị lét về đằng phía trước, nghĩa là khi mình ngắm vào ống kính thì nó sẽ nét về đằng ngược mình, chụp xong nó nét về đằng người mình, đấy là nét trước. Còn nó nét về đằng xa xa kia thì nó sẽ là nét sau. Đây là cái phần mềm update firmware, bạn nào thích update firmware thì ấn vào đây nhé. Còn hiện tại cái của mình thì không update, mình để nguyên bản 1.3 này, 1.03 này, thì mình vào custom region này, đó thì nó sẽ hiện lên cái phần focus setting ở đây tức là thông số như nào. Đây này, nó ghi mm trên này là đây này, nó ghi mm này, thì ở đây tức là điểm lấy nét gần nhất của ống kính đó là 0.3, đây là 0.4 và 0.6, 1m và 2m đến vô cực còn xa này. Thì hiện tại tất cả tôi test ở 0.3 và 0.6, 1m, 2m vô cực đều mất nét về phía trước. Thì tôi áng khoảng cách theo tôi cân quen thì tôi sẽ dịch chuyển cái điểm này về đằng này 12 điểm. Bạn này bách hơi nhiều. Đó, dịch chuyển đều nha anh em nhá. Đều tất, tại vì nó nếu mà nguyên chưa chỉnh nó sai trên một hệ thống kính là sai trên main toilet thì nó đều đồng bộ sai giống nhau. Đấy, tôi bước đầu tiên tôi sẽ cân chỉnh hết, nếu mà ok thì tôi sẽ không phải chỉnh nữa. Đấy, cho dương nét về đằng sau này. Đấy, bạn nhìn ống kính này, ống kính ở đây này. Thì đây về đằng sau này, về đằng này nó sẽ là nét trước. Nét trước tức là nét về đằng người mình ấy. Từ điểm công này về đến điểm cộng này nó sẽ là nét về sau. Thì đang nét về bị nét trước khá nhiều, tôi sẽ cân nó về đằng sau này cho nó cân bằng. Đó. Thì khi mà chỉnh xong thông số, chúng ta sẽ ấn new ghi vào angle này. Đợi một tí, máy nó sẽ new vào. Như vậy là phần mềm căn chỉnh này nó đã new cho chúng ta cái thông số để mặc định ở ống kính. Khi mà cắm vào máy nó sẽ lấy nét lên khoảng trên cho chúng ta, nó không lấy nét vào điểm ban đầu nữa. Đó, thì là bây giờ tôi sẽ return ra, xong tháo ống kính ra và tôi nắp vào chụp thử. Nếu như mà nó còn bị mất nét hay là chưa tới nét hay là quá nét thì tôi sẽ chỉnh lại, quá nét tôi sẽ chỉnh lại, mất vẫn chưa đủ nét tôi sẽ chỉnh thêm. Đó, anh em cứ làm như thế đến khi nào mà cảm đi mình chụp đúng vào những cái vật của lẫy mình thấy nó nét ấy thì là ok. Bây giờ tôi sẽ chụp thử nhé. Như vậy chiếc len của tôi đang bị hơi quá nét, nó lại chuyển về nét về đằng sau rồi, thì tôi đã phải cắm vào. Đợi máy nhận. Và focus setting này. Đó. Hơi bị dương một chút. Này tôi sẽ để 8. Ok, ghi nó vào angle. Sau đó thoát ra và cắm ống kính vào máy chụp tiếp.
Ok, như vậy các bạn cứ làm tuần tự theo như thế thì chúng ta sẽ chỉnh được về cái điểm nét nhất của len Sigma. Nó có hai dòng là Kalon và Nikon đều có độ chỉnh hết. Đó. Anh em nào mà có vấn đề không làm được thì hãy gọi điện cho tôi 0989185696, tôi sẽ hỗ trợ. Hoặc anh em nào không có cái đốc cân nét Sigma này thì hãy qua số 3B Vọng Đức và gọi cho tôi sẽ làm cho anh em nhé. Hỗ trợ anh em làm nhanh nhất. Ok, xin chào anh em ở đây nhá. Video kết thúc ở đây thôi.